Sẽ có hai bài giảng, một là bài giảng điện tâm đồ trong tăng gánh buồng tim, và thứ hai nữa là blog dẫn truyền nội thất. Thế thì bài đầu tiên là bài về tăng gánh trong buồng tim. Thế thì vừa rồi thì bác sĩ Kiên có giảng rất là kỹ, thì mình thấy là một vấn đề xuyên suốt của toàn bộ quá trình đọc điện tâm đồ đấy là cơ chế về mặt vector. Thế thì thứ nhất là mục tiêu của bài học thì sẽ chẩn đoán được tăng gánh buồng nhĩ và tăng gánh buồng thất. Tăng gánh buồng nhĩ thì có tăng gánh nhĩ phải, nhĩ trái và tăng gánh hai nhĩ, và thất tăng gánh buồng thất thì cũng tương tự, thất phải, thất trái và tăng gánh hai thất. Thì sơ lược lại một chút về cái khử cực nhĩ, tức là hệ thống hoạt động điện trong buồng nhĩ, thì khởi nguồn thì sẽ của khởi nguồn của hoạt động nhĩ đấy chính là điện nút xoang ở vùng cao của nhĩ phải gần với tĩnh mạch chủ trên, sẽ phát ra một xung động gọi là xung động từ nút xoang, sẽ lan truyền trong nhĩ phải. Sau khi lan truyền trong nhĩ phải thì theo các cái bó dẫn truyền nội trong cơ nhĩ, ví dụ như là bó Bestman, thì sẽ dẫn truyền sang nhĩ trái và khử cực bên nhĩ trái. Như vậy là xu hướng là sẽ khử cực ưu tiên cho nhĩ phải trước, sau đó là nhĩ trái sau. Và sau khi khử cực hai nhĩ thì bọn xung động bắt đầu dẫn truyền qua nút nhĩ thất và bó hít, sau đó thì lan tỏa sang hai thất và cuối cùng là kết thúc ở mạng Purkinje, và đến tiếp theo là đến giai đoạn tái cực. Cái cấu tạo của sóng P bình thường thì sẽ thấy rằng là gì? Thứ nhất là khử cực ưu tiên ưu thế cho nhĩ phải thì sẽ tạo ra một cái vector màu xanh này, hướng về phía bên V1V2. V1V2 là những cái chuyển đạo mà nó sẽ đại diện và gần với lại là nhĩ phải nhất, và tổng vector khử cực nhĩ phải sẽ hướng về phía V1. Chính vì vậy là chuyển đạo V1 thì nó sẽ dương lên. Đây là nguyên lý điện tâm đồ nói chung mà lúc nãy bác sĩ Kiên nói rất kỹ rồi, tức là V1 nhận được cái hướng vector nào thì nó sẽ dương lên ở vector đấy, và ngược lại V1 ưu tiên nhĩ phải trước thì trái sau, tại V6 nó sẽ làm cái phúc vector và QM sợ hai nhĩ thì vận xung động. Thì sóng P bình thường nó sẽ có hình dạng đặc trưng nhất là ở D2, bởi vì là tổng vector xanh và đỏ này, tức là cực của nhĩ và buồng thất, sẽ tạo ra một cái vector đi theo trục của D2, và như vậy là tại D2 thì vector nó sẽ là dương lên. Sóng P bình thường ở D2 sẽ là một cái hình dạng có sóng sườn lên thoai thoải, sườn xuống cũng thoai thoải cân đối. Ở V1 thì chúng ta sẽ có một sóng P là dương lên và có thể là dạng hai pha, với pha dương đầu tiên là pha âm và sau. Pha dương này thì sẽ được giải thích theo cơ chế là của cực cực nhĩ phải, và pha âm là của cực nhĩ phải, nhĩ trái. Hoạt động điện của tâm nhĩ thì có được biểu thị bởi cái hình dạng của sóng P với đặc điểm về độ rộng và biên độ. Sóng P bình thường thì sẽ có hình dạng là tròn cân đối, tròn cân đối, không có khía. Nếu mà có khía thì nó sẽ là bệnh lý, nhĩ trái. Và không nhọn, nếu có nhọn thì hàm ý ở đây có nghĩa là gì? Có thể hình ảnh sóng P phế. Độ rộng là gì? Không quá 0,12 giây, tức là khoảng 3 ô lớn. Biên độ là 2,5mm. Nếu mà sóng P cao hơn 2,5mm thì gợi ý những cái tình trạng tăng gánh buồng nhĩ phải. Sóng P thì dương ở D2, D3, VF, V3, V6 và có thể dương hoặc âm hoặc hai pha ở V1, V2. Thế thì đây là những hình dạng cơ bản của sóng P. Trong trường hợp mà có tăng gánh nhĩ trái, độ rộng là thì xung động sau khi khử cực ở buồng nhĩ phải lan truyền một phần sang buồng nhĩ trái, vì là tăng gánh nhĩ trái, tức là cái thể tích nhĩ trái nó lớn hơn, dẫn đến là gì? Sóng đây một đường màu đỏ chính là điện thế khử cực của buồng nhĩ bên phải, và điện thế khử cực của buồng nhĩ bên trái là chỉ biểu thị ở đường màu xanh này. Bình thường thì hai đỉnh khử cực này nó có thứ tự sớm muộn. Tuy nhiên thì là hai đỉnh này nó không quá một ô trên điện tâm đồ. Vì vậy là trên cái điện thế mà mình thu được khi mà bằng cái điện tâm đồ cơ bản thì mình đã thấy là sóng P gần như là không có hai đỉnh. Thế khi mà có hiện tượng là buồng nhĩ trái giãn lớn, tức là có tăng gánh nhĩ trái, thì để khử cực được toàn bộ thể tích tâm nhĩ trái thì nó cần thời gian lớn hơn, dẫn đến là gì? Dẫn đến là cái trên tổng cái điện thế, tổng khoảng thời gian mà khử cực trong song nhĩ trái thì nó sẽ lớn hơn, dẫn đến hình ảnh sóng P hai đỉnh. Và điều kiện trong sóng P hai đỉnh này đấy là chính hai đỉnh của sóng hai đỉnh khử cực nhĩ phải và nhĩ trái là phải cách nhau trên một ô, tức là trên 0,4 giây. Và tiêu chuẩn nói lại một chút là tiêu chuẩn sóng P trong tăng gánh nhĩ trái chỉ có hai điều kiện thôi, ở V1 và ở D2. D1 ở V1 thì có sóng P âm ở V1 trên một ô, tức là 0,04 giây. Ở D2 là sóng P rộng trên 0,12 giây, và khoảng cách hai đỉnh là cách nhau trên một ô là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng gánh nhĩ trái.
Vậy thì ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được là ở V1 thì thường là sóng P có dạng hai pha và ở D2 thì có dạng hai đỉnh. Và một trong những cái bệnh mà điển hình nhất để chẩn đoán là tăng gánh nhĩ trái đấy là P, đấy là bệnh hẹp van hai lá. Và cũng vì vậy người ta gắn với cái tên là sóng P hai lá là sóng P hai đỉnh trong trường hợp mà có hẹp hai lá, đấy là tình trạng là tăng gánh nhĩ trái. Vậy thì tăng gánh nhĩ trái thì thường thì là sẽ không xuất hiện cách đơn giản mà nó thường là có kèm theo các bệnh lý ở buồng tim bên trái, ví dụ như là bệnh lý van hai lá hay là bệnh lý về trong buồng thấp trái, ví dụ như là tăng gánh thấp trái thường là cũng có kèm theo là sóng P tăng gánh nhĩ trái và sóng P hai đỉnh. Khoảng cách hai đỉnh nhĩ trái lớn thì chủ yếu là những bệnh nhân có phì đại thất trái, và sự hiện diện của nhĩ trái là một tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng gánh thất trái. Tuy nhiên thì sự thay đổi của sóng P thì không phản ánh sự dày lên hay phì đại của thành tâm nhĩ, tức là khối lượng cơ tâm nhĩ thì không dày lên, mà ở đây nó chỉ phản ánh là tình trạng giãn của vùng nhĩ trái. Đây là một cái điện tâm đồ mà có thể cho thấy ví dụ. Ngoài ra thì nhất là ở các chuyển đạo D2 là chuyển đạo mà mình hay gặp nhất, thì đầu tiên để chẩn đoán là một cái để đọc điện tâm đồ thì chúng ta sẽ đọc thứ nhất là trục của điện tim thì là D1 âm và AVF là dương. Như vậy là gì? D1 thì là âm, AVF là dương. Như vậy trong trường hợp này thì là chúng ta sẽ thấy là trục là lệch sang phải. Thứ hai nữa là nhịp tim thì là nhịp xoang. Tuy nhiên thì sóng P ở đây có gì đặc biệt không? Thì sóng P ở đây là có hình dạng là của một sóng P khá là dương cao và độ rộng là trên 3 ô ở D2. Kèm theo đấy là một cái hình ảnh là sóng ở V1 là có pha dương là pha trước là pha dương và pha sau là pha âm với pha âm rất là sâu và rộng. Thường là rộng trên một ô và sâu trên một ô thì là gợi ý trong một trường hợp là tăng gánh nhĩ trái. Và cụ thể bệnh nhân này là có hẹp hai lá. Tiếp theo là tình trạng tăng gánh nhĩ phải. Tăng gánh nhĩ phải thì bản chất là khi mà buồng nhĩ phải nhận một lượng máu khá là lớn và làm cho buồng nhĩ phải giãn ra. Thì khi đấy thì cái quá trình khử cực thì vẫn diễn ra ở cả hai nhĩ. Nhĩ phải là đường màu đỏ và nhĩ trái là đường màu xanh. Thế tuy nhiên thì để khử cực toàn bộ nhĩ trái, nhĩ phải thì cái điện thế hoạt động trong buồng nhĩ phải nó rất là lớn và nó bao trùm lên cả cái điện thế của nhĩ bên trái. Chính vì vậy là chúng ta thấy rằng là dường như là sóng P chỉ có một pha và cái điện thế của sóng P trong trường hợp tăng gánh nhĩ trái là rất là cao, là thường là trên 2,5 ô. Vậy thì vì sao sóng P trong trường hợp tăng gánh nhĩ phải lại là sóng P cao nhọn? Thì chúng ta xem xét lại về mặt vector, cơ chế vector là cơ chế xuyên suốt. Thế thì trong trường hợp mà nhĩ phải giãn lớn thì để mà khử cực toàn bộ nhĩ phải, chúng ta sẽ thấy rằng là vector khử cực nhĩ phải là một vector lớn, thể hiện là cái thể tích của buồng nhĩ phải rất là lớn. Đây là hình ảnh khử cực đầu tiên, thành phần đầu tiên của vector khử cực nhĩ phải. Tiếp theo là xung động lan truyền sang bên nhĩ trái và tạo ra một vector thứ hai, là vector màu vàng thứ hai bên buồng nhĩ bên trái. Thì vì là cái khối lượng cơ thể tích của nhĩ trái thì không, trong trường hợp này là không bằng thể tích của nhĩ phải, cho nên là vector mà thể hiện phản ánh cái hoạt động khử cực trong buồng nhĩ trái là nó ngắn hơn, và cái hướng của vector thứ hai này là hướng về phía D2 nhiều hơn. Tuy nhiên thì vì là buồng nhĩ bên phải là giãn lớn, vector có xu hướng là nhìn về phía V1 nhiều hơn, và để mà áp dụng trên tam giác Etoven này thì chúng ta thấy rằng là cái vector lớn khử cực nhĩ phải có xu hướng là song song với D2, dẫn đến D2 thu được một cái hình ảnh là sóng P cao nhọn. Và ngược lại thì là ở D3 và D1 thì dường như là không thay đổi, bởi vì là vẫn D1 là vẫn từ tay bên phải sang tay bên trái, và cái hướng của vector này là không thay đổi và song song với lại D2. Chính như vậy là giữa D2, D3, AVF là hình ảnh là thu nhận được cái hướng của vector, dẫn đến là cái sóng P cao lên rất là nhiều. Và đồng thời với đấy thì là gì? Ngược lại ở V6 thì chúng ta thấy rằng là cái tổng của vector khử cực của trong trường hợp tăng gánh nhĩ phải là hướng về phía V1, và V1 của chúng ta sẽ thu được một cái sóng P dương cao. Và đồng thời với đấy thì cái pha thứ hai của sóng nhĩ ở V1 có thể không thấy, mà hình hoàn toàn đơn độc có thể là sóng P dương cao ở V1. Và trong trường hợp này thì chúng ta có tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng gánh nhĩ phải, đó là gì? Hình dạng sóng P thì nhọn đối xứng, hình dạng sóng P là nhọn đối xứng với chiều cao là trên 2,5 ô, và đây gọi là hình ảnh sóng P phế, biên độ là trên 2,5 ô và rõ nhất ở D2, D3, VF. Về độ rộng của sóng P thì
có thể là hoàn toàn bình thường, tức là dưới 0,2 giây. Ví dụ trong trường hợp này là đây là một điện tâm đồ của bệnh nhân có tăng gánh nhĩ bên phải. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nhận thấy rằng là khi đọc điện tâm đồ này chúng ta thấy rằng là sóng P là nhịp xoang và kèm theo P đây là có bất thường về mặt biên độ, tức là trên 2,5 ô. Như vậy là gợi ý trong trường hợp này là tăng gánh nhĩ phải. Và kèm theo điện tâm đồ này chúng ta thấy rằng là có D1 trục của điện tim nó có bất thường, tức là D1 âm và AVF là dương, như vậy là trục lệch phải. Và trong trường hợp này là sóng P này thể hiện các tình trạng tăng gánh của các buồng tim bên phải, làm cho trục điện tim lệch phải và sóng và nhĩ phải giãn lớn, và phù hợp với trong bệnh cảnh là tâm phế cấp. Vâng ạ. B1 đấy ạ. Vâng. Tức là trong trường hợp mà có tăng gánh nhĩ bên phải ấy, thì sẽ thấy rằng là đây. Vector này thì là sẽ dương ở D2 D3 VF, và kèm theo đấy là gì? Sóng cái vector cực cực buồng nhĩ bên trái thì ngắn hơn, nhỏ hơn, cho nên là tổng vector cực cực thì vẫn xu hướng là nhìn về phía bên tim bên phải nhiều hơn. Vâng. Và đây ạ. Ý chị là cái này đúng không ạ? Vâng. Thực ra là trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là có hai sóng P ở đây có vẻ hơi khác nhau một chút ạ. Thì pha đầu tiên của sóng P ở V1 này là dương hơn. Và kèm theo đấy là tiêu chuẩn thì chúng ta có thể nhìn thấy ở cả D2, D3, VF. Và trong một số trường hợp là cái buồng tim mà có xu hướng lệch giãn hai buồng nhĩ thì cái vector thứ hai khởi cực của buồng nhĩ bên trái cũng sẽ có xu hướng là lớn hơn. Và khi đấy sự cân bằng của hai vector này sẽ làm cho xu hướng là cái phần pha âm của V1 vẫn có thể dương lên. Và trong trường này mình áp dụng tiêu chuẩn là P dương cao nhọn ở D2 là cũng đủ để mặt chẩn đoán là sóng P phế. Còn trong trường hợp này mà có giãn kèm theo giãn buồng nhĩ bên trái hay không thì siêu âm thì mình sẽ xác định thêm. Bởi vì điện tâm đồ là về mặt điện thế giúp cho mình định hướng, tức là bệnh nhân này gợi ý có giãn tăng gánh buồng nhĩ hay không, chứ không phải là tiêu chuẩn chẩn đoán xác định. Để chẩn đoán xác định chắc là nhờ bác sĩ thủy siêu âm. Đây cũng là một điện tâm đồ tương tự trong trường hợp chẩn đoán tăng gánh nhĩ phải. Tăng gánh nhĩ phải đây với sóng P cao nhọn, dường như là sóng P này chúng ta sẽ có một sóng P cao gần như là 5 ô nhỏ, tức là một ô lớn. Thế thì đây là trên 2,5 ô, tức là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán là sóng P phế. Trường hợp này cũng có bệnh nhân là cũng có trục điện tim là lệch phải với D1 âm và AVF dương. P ở đây thì có hai pha. Đúng như chị Thủy nói về cái trường hợp điện tâm đồ lúc trước, thì trong trường hợp này ngoài cái chuyện là V1 dương lên thì chúng ta có thể sóng pha âm của V1 cũng khá là sâu. Và trong trường hợp này chúng ta có thể gợi ý là kèm theo đấy là có giãn lớn nhĩ bên trái nữa. Về liên hệ lâm sàng thì trong trường hợp tăng gánh nhĩ phải đơn thuần thì hiếm gặp và thường liên quan đến các bệnh lý van tim và đặc biệt là các buồng tim bên phải. Bệnh lý phổ biến mà chúng ta hay gặp đấy là bệnh lý về phổi. Ví dụ như bệnh nhân COPD thì chúng ta thấy là sóng P cao, hẹp, đỉnh nhọn và được gọi tóm tắt là hình ảnh P phế. Về lâm sàng thì chúng ta hay gặp trong các bệnh lý van ba lá, bệnh lý van động mạch phổi, các tình trạng thuyên tắc phổi cấp hay là suy thất phải, phì đại nhĩ phải. Tất phải do các nguyên nhân thiếu vitamin B1 chẳng hạn, chúng ta làm giãn toàn bộ các buồng tim. Trong trường hợp tăng gánh hai nhĩ thì để chẩn đoán tăng gánh hai nhĩ tức là chúng ta sẽ có hai nhóm tiêu chuẩn. Nhóm tiêu chuẩn chẩn đoán là tăng gánh nhĩ phải và nhóm tiêu chuẩn là tăng gánh nhĩ trái. Nhóm tiêu chuẩn tăng gánh nhĩ phải thì chúng ta sẽ thấy là sóng P cao, tuy nhiên thì trong trường hợp mà kèm theo đấy là tăng gánh nhĩ trái khi mà có sóng P hai đỉnh, tức là hai đỉnh. Và kèm theo là một dấu hiệu rất là đặc hiệu đối với tăng gánh nhĩ trái, đấy là pha thứ hai của sóng P ở V1 là âm sâu trên một ô và rộng trên một ô. Đấy là những tiêu chuẩn rất là điển hình trong chẩn đoán là tăng gánh nhĩ trái. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy sóng P thì cao, nhọn, tuy nhiên thì đã có kèm theo đấy là P2 đỉnh, cho nên là chúng ta gợi ý là tăng gánh hai nhĩ. Vậy thì đặc trưng của lớn hai nhĩ là sóng P cao nhọn trên 2,5 ô và rộng trên 2,5 mm. V1 có dạng hai pha hoặc là đảo ngược, pha đầu nhọn do nhĩ phải là lớn, pha đầu nhọn do nhĩ phải lớn, và kèm theo đấy là có hai đỉnh cực là nhĩ phải và nhĩ trái cực cực muộn hơn so với nhau, pha âm hoặc đảo ngược sâu ở V1. Đây là pha âm sâu ở V1. Trong trường hợp này thì nó phản ánh cái tình trạng là tăng gánh nhĩ trái. Trong trường hợp tăng gánh thấp thì
Hoạt động điện trong thất thì lúc nãy bác sĩ Kiên có trình bày về các cái vector khử cực thất, thì chúng ta thấy rằng là thứ tự khử cực trong đường thất sẽ bao gồm là có 4 vector để tổng thành và tạo nên một phức bộ QRS bình thường mà chúng ta thấy được trên đường đồ 12 chuyển thạo. Thứ nhất là đầu tiên là sau khi nhận được xung động từ nút xoang xuống bó hít và dẫn truyền về phía vách để tạo ra bó nhánh trái và nhánh phải, thì đầu tiên vector khử cực đầu tiên tạo nên phần đầu tiên của phức bộ QRS đấy chính là một vector khử cực cùng vách và có ưu thế là khử cực ở phía bên trái trước. Thì vector này tạo ra một vector có hướng từ trên xuống dưới và có xu hướng là chếch từ trái sang phải. Vector này tuy nhiên thì cái vùng điện thế khử cực của vector này không lớn, cho nên là tạo ra một cái vector một thành phần rất nhỏ ở trong phức bộ QRS. Sau khi khử cực vùng vách thì đấy là khử cực vùng nội mạc của hai cơ thất. Tùy vào cái ưu thế của thất phải hay thất trái mà chúng ta sẽ có được một cái vector có hướng sang phải, hướng sang trái. Bởi vì là trong trường hợp này khử cực bình thường thì khối cơ thất trái bao giờ cũng lớn hơn khối cơ thất phải. Cho nên vector tổng thành của hai vector này được gọi là vector vùng mỏm có xu hướng là ưu thế lệch sang phía bên trái. Đây là chính là vector khử cực vùng mỏm tạo nên một thành phần thứ hai trong phức bộ QRS. Thì nếu chúng ta sẽ cộng 4 vector này lại và chúng ta sẽ có một phức bộ QRS. Tiếp theo là khử cực vùng thành bên của hai thất. Thế thì khử cực vùng thành bên của hai thất, thế vì sao khử cực vùng thành bên của hai thất có vẻ như đồng đều như này, tuy nhiên thì lại tạo ra một vector hướng lệch hoàn toàn sang phía sang bên trái. Cụ thể là gì? Cụ thể là hướng về phía D1 và AVL. Thì bởi vì để khử cực toàn bộ vùng cơ thất trái này thì cơ thất trái dường như là có thể tích khối cơ thất trái lớn hơn bên phải rất là nhiều, tạo ra một vector hướng hoàn toàn sang trái. Tiếp theo vector cuối cùng là cái vector khử cực vùng đáy của cả hai thất. Vector khử cực vùng đáy thì sẽ hướng lên trên, tức là từ dưới lên trên. Vị tổng của vector khử cực vùng vách cộng vector khử cực vùng mỏm cộng vector khử cực vùng thành bên và vùng đáy. Chỗ này là mình viết bị nhầm một chút, tức là khử cực vùng thành bên. Thế thì đây là cái vector khử cực vùng vách đầu tiên sẽ tạo nên cái hướng về phía V1. Vì vậy là ở V1 chúng ta sẽ thu được một cái sườn đầu tiên của phức bộ QRS là một cái sóng dương. Và ngược lại với lại V1 thì là V5 và V6 thì chúng ta sẽ thấy là tạo ra một cái sóng gọi là sóng S, sóng Q, tức là vector âm. Sau đấy thì đến khử cực vùng mỏm thì chúng ta sẽ thu được là một cái vector đi xa về phía V1 dẫn đến là gì? Tạo ra một cái sóng âm ở V1. Và ngược lại đó là chính là tạo ra phức bộ QRS dương ở V5, V6. Và như vậy là gì? V5, V6 hoặc là V1 là hai cái thái cực mà phản ánh cái khử cực vùng thất. Thế thì trên một cái mặt phẳng ngang như này chúng ta thấy rằng là gì? Từ V1 đến V6 thì dường như là sóng R từ nhỏ tăng dần và đến dương cao nhất ở V5, V6. Trong trường hợp này thì là chúng ta thấy rằng là tại sao V5 thì phức bộ QRS lại thường lớn hơn V6, bởi vì cái trục D2 bình thường dường như là hướng thẳng về phía V5, dẫn đến là cái điện cực tại V5 là thu được một cái điện thế từ âm sang dương. Đây là giai đoạn khử cực. Giai đoạn khử cực thì là điện thế đi từ vùng âm sang vùng dương, tuy nhiên giai đoạn tái cực thì là ngược lại. Tái cực đó là sẽ STT ấy, thì sẽ đi cực là từ dương sang cực âm. Vì vậy là gì? V5 thu được cái phức bộ QRS là cao hơn cả V6. Tuy nhiên trong một số trường hợp là chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Thấy hoàn toàn là V6 còn cao hơn cả V5. Đấy là trong trường hợp mà như bác sĩ Kiên có trình bày ở bài trước, đấy là gì? Tăng giãn lớn của vùng cơ tim bên trái dẫn đến là chúng ta sẽ thu được ở phía V6 thực sự mới chỉ là V5 của buồng tim của bệnh nhân. Vậy thì trong trường hợp tăng gánh nhĩ phải thì độ nhạy của điện tâm đồ còn giới hạn, cho nên là có nhiều tiêu chuẩn được đưa ra. Nguyên lý thì điện tâm đồ ghi nhận gia tăng điện thế của phức bộ QRS do sự gia tăng của khối lượng cơ thất trái. Tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta thấy có rất nhiều tiêu chuẩn trong chẩn đoán tăng gánh thất trái, mà chúng ta hay gặp nhất đấy là chính là dùng áp dụng tiêu chuẩn Silikov-Lyon. Bên cạnh đấy thì có một số tiêu chuẩn khác như là tiêu chuẩn Cornell hay là tiêu chuẩn về tổng điện thế. Vậy thì cụ thể thì chúng ta sẽ có khi mà tăng gánh của buồng tim bên phải ấy, tăng gánh buồng tim bên phải thì đầu tiên là vector khử cực vùng mỏm thì vẫn là bình thường. Vector khử cực vùng mỏm bình thường. Tuy nhiên thì khi mà khối lượng cơ bên phải, chúng ta thấy rằng là khối lượng cơ bên phải ở đây có phải dày hơn bên trái. Đây là mô phỏng trong trường hợp này là có tăng gánh thất phải thì toàn bộ xung động điện thế được khử cực vùng cơ tim bên phải với một cái khối lượng cơ dày hơn hoặc là bằng cơ bên trái.
Thì khi mà trường hợp mà khối lượng cơ điện thấp phải lớn hơn dẫn tạo ra một vector kéo lệch trục điện tim lệch sang bên phải và vector khử cực toàn bộ vùng thất phải sẽ ưu thế là hướng sang bên phải. Và trong trường hợp này thì là gì? Chúng ta sẽ thấy được là một vector thứ hai là một vector rất là lớn bởi vì nó phản ánh khối lượng cơ thất phải và vector này hoàn toàn đi về hướng thẳng về phía V1. Đấy là lý do vì sao hình thành đến phúc bộ QS dương cao ở V1. Và ngược lại thì là vector này đi hướng về phía V1 và xa về phía V6 dẫn đến là gì? Dẫn đến là tạo ra một cái sóng Q đầu tiên mà chúng ta gặp ở V6. Vector thứ hai là vector khử cực toàn bộ thất phải và vector thứ ba là vector khử vùng đáy. Vector khử cực vùng đáy của tim thì có xu hướng là hướng lên trên dẫn đến là khi mà cộng tổng đại số của 4 vector này thì tổng đại số của 4 vector này thì chúng ta sẽ thấy thu được là sóng R dương cao ở V1 và ngược lại, đấy là sóng Q ở V6. Vector khử cực của vùng đáy thì sẽ tạo ra một cái sóng đi xa V1 dẫn đến là tạo ra một cái sóng S ở V1 và ngược lại thì là gì? Chúng ta thấy là V1, V2 là có một cái sóng S rất là sâu. Vậy thì tiêu chuẩn trong chẩn đoán tăng gánh của thất phải đấy là gì? Có bất thường về mặt QS. Chúng ta thấy rằng là thông thường là khi mà có tình trạng tăng gánh thất phải thì trục điện tim sẽ lệch phải và kèm theo là cái chỉ số sóng RV1 cộng SV5 là lớn 11 và bất thường của sóng P đi kèm là thường có sóng P phê. Thế thì ví dụ trong trường này là hình ảnh tăng gánh thất phải. Với thứ nhất là điện tâm đồ này là điện tâm đồ 12 chuyển đạo thì có nhịp xoang đi trước phúc bộ QS một khoảng không đổi thì đây trong trường này vẫn là nhịp xoang kèm theo đấy là D1 và AVF. Trong trường này mình xác định trục điện tim là D1 là âm và AVF là dương, như vậy là vector khử cực thể hiện phản ánh trục điện tim là lệch sang bên phải. Tiếp theo là chúng ta có phúc bộ QS. Phúc bộ QS này thì có giãn rộng thì thực ra là phúc bộ QS này trong trường hợp này là khoảng 2 ô, như vậy là gì? Không lớn hơn 0,12 mg, cho nên là chúng ta vẫn chẩn đoán là một cái phúc bộ QS hẹp. Kèm theo đấy nữa là ở V1, V2, V3, V4, V5, V6 bình thường thì sóng R ở V1 sẽ nhỏ và ưu thế là xuất hiện sóng S. Kèm theo đấy là sau đó từ V2 đến V6 là sóng R tăng dần và dương cao ở V5, V6. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là gì, có sóng R dương cao ở V1 ưu thế hơn so với là sóng S tại V1 và đồng thời với V5, V6 là cũng là sóng R nhỏ hơn sóng S. Trong trường hợp này thì tính tổng biên độ của sóng R ở V1 cộng với lại sóng S ở V5, V6 chúng ta có thể áp dụng ở V5 hoặc V6. Thì trong trường hợp nào mà có sóng S lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng. Cụ thể là trong trường hợp này chúng ta thấy là 1 ô lớn, 2 ô lớn và dường như là 2,5 ô lớn. 2,5 ô tức là gì? Tức là khoảng 10, 12, 13 ô nhỏ. Cộng với lại là sóng R ở V5, V6 thì có là 1, 2, gần 2 ô rưỡi. Thì là chúng ta sẽ có là 5 ô. 5 x 5 là 25. Như vậy là gì? Có tổng của R V1 cộng SV5 là lớn hơn 11 mm. Và trong trường hợp này ta có thêm một tiêu chuẩn ngoài tiêu chuẩn là trục phải. Và có R V1 cộng SV5 là lớn 11 mm là chẩn đoán là tăng gánh thất phải. À, bên cạnh đấy thì chúng ta có thể sử dụng một số tiêu chuẩn đơn độc cũng để chẩn đoán được là tăng gánh thất phải, đấy là gì? Chỉ số R ở V1 lớn hơn 7 và tỷ lệ sóng R trên S là 1. Đây là cái tiêu chuẩn, quay lại một chút. Tức là trong tiêu chuẩn chẩn đoán ấy, thì chúng ta ngoài cái tiêu chuẩn là trục lệch phải thì chúng ta có áp dụng là tiêu chuẩn R V10 cộng SV5 trên 11 mm là đủ để chẩn đoán là tăng gánh thất phải. Bên cạnh đấy thì nếu mà chỉ sóng R ở V1 đơn độc đã lớn hơn 7 mm cộng với lại là trục lệch phải cũng đủ để tiêu chuẩn chẩn đoán là tăng gánh thất phải. Bên cạnh đấy thì là gì, nếu ở V1 có R lớn hơn 5 mm thì cũng đủ để kèm theo đấy là sóng R trên S ở V1 là, tức là sóng R ưu thế ở V1 là đủ để tiêu chuẩn chẩn đoán. Ngoài ra thì nếu các bạn đọc sâu hơn thì chúng ta thấy rằng là thời gian xuất hiện nhánh nội điện muộn ở V1 lớn hơn 0,03 giây. Bởi vì bình thường đấy thì là nhánh nội điện muộn nó phản ánh cái thời gian khử cực từ nội mạc ra đến ngoại mạc của cơ thất. Và nếu như xuất hiện nhánh nội điện mà muộn ở phía vùng cơ tim bên phải thì sẽ trong trường hợp là tăng gánh thất phải. Còn nếu như nhánh nội điện muộn xuất hiện
trên 0,05 giây mà xuất hiện ở vùng cơ tim bên trái, tức là gì, V5, V6 phản ánh cơ thất trái, thì đấy là phản ánh là trong trường hợp là tăng gánh thất trái. Ví dụ thứ hai trong trường hợp này ấy, thì là chúng ta khảo sát là nhịp thì vẫn là nhịp xoang, P đi trước QF một khoảng không đổi, trục điện tim là gì, D1 là âm, A với F là dương, như vậy là trục điện tim là lệch phải. Và kèm theo đấy thì là gì, chúng ta thấy được là sóng P của bệnh nhân có bất thường. Thế trong trường hợp này là sóng P cao nhọn và trên 2,5 ô, và cụ thể trong trường hợp này là 3 ô nhỏ, cho nên là đây là một cái hình ảnh sóng P phế. V1 có thứ nhất là V1 đây là sóng P là dạng hai pha. Pha đầu tiên là pha dương nhọn và pha sau là pha âm, và pha dương nhọn này chiếm ưu thế, thì đây cũng là một trong một tiêu chuẩn trong hai tiêu chuẩn để chẩn đoán là sóng P phế. Như vậy là bệnh nhân này đã có P là sóng P phế này, trục điện tim là lệch phải này, kèm theo là gì, sóng R ở V1, sóng R ở V1 đơn độc đã là trên 5 ô rồi, kèm theo tỷ lệ là sóng R trên S là lớn hơn 1, như vậy là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là tăng gánh thất phải. Ví dụ thứ ba chúng ta thấy được trong trường hợp này đấy là gì, bệnh nhân này cũng có nhịp xoang cơ bản với tần số bình thường, P đi trước QF một khoảng không đổi, sóng P này thì có cao hơn cao hơn 2 ô, đấy, như vậy là cụ thể trong trường hợp này là khoảng 3 ô nhỏ, đấy, sóng P cao. Trong trường hợp này là sóng P ở V1, P ở V1 có hình ảnh là gì, sóng P hoàn toàn là một pha dương tuyệt đối và P cao nhọn, đủ để chẩn đoán là P phế. Tuy nhiên thì là gì, nếu mà chỉ áp dụng tiêu chuẩn là R đơn độc của V1 thì không đủ tiêu chuẩn của tăng gánh thất phải. Và khi đấy mình sẽ cộng là RV1 cộng với lại là SV5 có 1 ô lớn, tức là 5 này, 10 này, khoảng độ 15, tức là trên 11mm là đủ tiêu chuẩn cho hắn là tăng gánh thất phải. Tiếp theo là đến tăng gánh thất trái. Thế thì ngược lại với lại tăng gánh thất phải ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ đi vào cơ chế vector để tìm ra cái đặc trưng của QS trong các trường hợp là có tăng gánh thất phải và tăng gánh thất trái. Thứ nhất là vector khử cực của vùng mỏm thì vẫn xảy ra một cách bình thường. Cho ta một vector vùng mỏm đây. Tiếp theo là vì khối lượng cơ thất trái rất là lớn và khử cực toàn bộ vùng cơ thất trái dẫn đến là kéo lệch trục của điện tim sang trái, và hướng của vector để khử cực toàn bộ vùng cơ tim bên trái sẽ hướng về phía bên tim bên trái và hướng chết lên trên. Sau đấy thì là vector thứ ba là vector khử cực vùng đáy của thất trái, bởi vì là vì là có tăng gánh thất trái cho nên là khử cực toàn bộ vùng thất phải đã xong rồi nhưng thất trái còn chưa xong, bởi vì tổng khối lượng cơ thất trái là lớn hơn rất là nhiều. Bình thường thì khối lượng cơ thất trái đã nhiều rồi nhưng mà lại còn trong trường hợp này là dày thất trái, tăng gánh thất trái, cho nên là vector có ưu thế là dương rất cao hướng về phía V5 V6, và chúng ta sẽ thu được là tổng của ba vector này tạo ra một vector dương cao đi hướng về lệch sang bên trái. Và đại diện cho vùng cơ tim bên trái đây chính là chúng ta các cái điện cực ghi được ở V5, V6 và sóng R dương cao nhọn. Ngược lại thì là tổng vector này thì sẽ tạo ra một cái vector đi xa phía V1 dẫn đến là phúc bộ QS ở V1 là ưu thế là một cái sóng S sâu. Trong trường hợp này thì chúng ta vẫn thấy được là cái sóng R nhỏ ở V1 đó chính là vector khử cực của vùng mỏm. Vector này thì có ưu thế là gì, vẫn hướng từ trên xuống dưới, dẫn đến là vẫn thu được một cái sóng V1. Trong một số trường hợp là tăng gánh thất trái rất nhiều thì toàn bộ cái vùng khử cực của vùng mỏm này nó chưa khử cực hết thì đã khử cực toàn bộ vùng cơ tim thất trái, dẫn đến là có một số trường hợp là chúng ta sẽ không thấy hình ảnh là sóng R ở V1 nữa. Đấy là tình trạng là gì, V5, V6 dương cao và tạo ra một cái sóng R dương cao mạnh thì gọi là dấu hiệu bào mòn sóng R. Thế thì để chẩn đoán được tăng gánh thất trái thì chúng ta có rất nhiều tiêu chuẩn, và trong đấy thì tiêu chuẩn Solocopion là một tiêu chuẩn mà mọi người sẽ áp dụng thường xuyên. Đấy là gì, hình ảnh tăng điện thế của QS bên trái, cụ thể đây là V5, V6 đại diện cho vùng cơ tim thất trái, sóng R cao bất thường ở D1, AVL và V5, V6. Thế thì ngoài V5, V6 này chúng ta có thể thêm hai chuyển đạo chi mà cũng nhìn cái vùng cơ tim thất trái, đấy chính là D1 và AVL. AVL chính là phía bên tay trái của bệnh nhân. Và khi mà có R dương cao ở các chuyển đạo tim bên trái thì ngược lại với nó thì chính là sóng S sâu ở các chuyển đạo tim bên phải, cụ thể là V1, V2, V3. Một số trường hợp thì sóng R cắt cụt ở V1 đến V3, đấy là gọi là hiện tượng bào mòn sóng R.
Trong trường hợp này thì có thể gặp hai trường hợp, một là nhồi máu cơ tim cũ, hay hoặc là có thể là trong trường hợp mà phì đại cơ tim thất trái quá lớn. Tiêu chuẩn Solocopium thì đặt ra khi mà tổng của sóng R ở V5, tức là vùng tim cơ tim bên trái, cộng với sóng S ở V1 mà trên 35 mm, thì là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là tăng gánh thất trái. Và bên cạnh đấy thì khi mà có tình trạng tăng gánh thất trái như này, trục điện tim sẽ chuyển sang bên trái. Ngoài ra thì có một tiêu chuẩn mà chẩn đoán đơn độc V5, V6 trên 25 mm cũng đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là tăng gánh thất trái. Thì trong trường này là một ví dụ. Điện tâm đồ này thì vẫn có hình ảnh là nhịp xoang kèm theo phúc bộ QS thì thanh mảnh. Tuy nhiên thì có một số biến đổi mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Một là về biên độ của sóng R. Thì nhất là chúng ta vẫn thấy được sóng R nhỏ ở V1 kèm theo sóng S sâu ở V1 và V2. Tuy nhiên thì sóng R ở V5, V6 trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần áp dụng tiêu chuẩn đơn độc của V5, V6. Tức là gì? V5 và V6 thì có 1 ô lớn, 2 ô lớn, 3 ô lớn, 4 ô lớn, 5 ô lớn, 6 ô lớn. Như vậy là 6 x 5 là 30. Và tổng của điện thế của sóng R ở V5, V6 đã là 30, tức là lớn hơn 25 mm, và đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là tăng gánh thất trái. Và cụ thể là trong trường hợp này thì bệnh nhân có D1 dương và AVF là âm, như vậy là chụp điện tim và chuyển sang trái. Và ngược lại thì là gì? Nếu như chúng ta áp dụng tiêu chuẩn là RV1 cộng với lại là SV1 cộng R ở V5, V6 thì chắc chắn là sẽ là trên 35 mm rồi. Bởi vì bản thân là sóng R ở V5, V6 thì đã là 30 rồi, cộng với sóng S ở V1 trong trường hợp này là gì? SV1 là có 1 ô, 2 ô lớn, tức là 10. Tức là nếu mà cộng tổng thì đã là gì? Đã là 40 mm rồi, tức là 40 ô nhỏ. Trong trường hợp này là đủ tiêu chuẩn, ngoài là trục trái này, có tình trạng là R dương cao đơn độc ở V5, V6 trên 25 mm là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng gánh thất trái. Bên cạnh đấy thì áp dụng thêm là cộng tổng của RV1 cộng SV5, RV5, V6 cộng với SV1 thì đã là trên 35 mm. Là đủ tiêu chuẩn của chẩn đoán tăng gánh thất trái. Bên cạnh đấy thì bệnh nhân này còn có một số cái dấu hiệu đi kèm, đấy là gì? Sóng ST là gì? ST là trên xuống và T âm. Đây là trong tình trạng là gì? Tăng gánh thất trái. Một số bệnh nhân này có ngoài thiếu máu cơ tim cần phải đi thăm dò, thì chúng ta có thể gặp một số trường hợp mà không có thiếu máu cục bộ cơ tim. Ví dụ như bệnh nhân là có tình trạng là tăng huyết áp trường diện trong thời gian dài thì có hình ảnh ST trên xuống T âm trong trường này. Tiêu chuẩn thứ hai mà chúng ta áp dụng trong chẩn đoán tăng gánh thất trái đó là tiêu chuẩn Cornell. Thì là tiêu chuẩn Cornell này thì áp dụng khi nào? Thông thường nhất thì mọi người vẫn áp dụng tiêu chuẩn là Solocopium để chẩn đoán. Vậy thì trong một số trường hợp là bệnh nhân thực sự vẫn có tăng gánh thất trái, tuy nhiên thì là lại không thỏa mãn tiêu chuẩn của Solocopium, tức là sóng R ở V5, V6 cộng lại với lại sóng F ở V1 thì lại không đủ là lớn hơn 35 mm. Vậy thì nếu thực sự bệnh nhân có tăng gánh thất trái, vậy thì tại sao Solocopium lại không phản ánh được cái tiêu chuẩn đấy? Bởi vì mỗi tiêu chuẩn thì sẽ có một độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau, thì tí nữa sẽ trình bày giữa các tiêu chuẩn thì sẽ có một độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau. Vậy thì trong một số trường hợp thì chúng ta phải áp dụng tiêu chuẩn Cornell, tức là gì? Sóng R ở AVL, AVL là chuyển đạo tay trái, cộng với lại sóng S ở V3 và có sự khác biệt giữa nam và nữ. Thế thì giải thích hiện tượng này như thế nào? Thì là thứ nhất là chúng ta có 3 vector khử cực phản ánh vùng tim bên trái trong trường hợp là tăng gánh thất trái. Một là vector khử cực vùng mỏm thì vẫn là bình thường. Vector khử cực vùng cơ tim bên trái có xu hướng trong một số trường hợp là tăng gánh thất trái quá nhiều. Cho nên là vector này có xu hướng là thay vì là đi về phía V5, V6 thì nó đi dốc từ dưới lên trên và đi về phía AVL. Tức là vector này rất là... Chỉ chúng ta thấy được là cái vector thứ hai là vector khử cực toàn bộ vùng cơ tim thất trái, thì trong trường hợp này là tạo ra một cái sóng vector rất là lớn và ưu thế vùng cơ tim bên trái. Sau đấy nữa thì cộng với lại một cái vector khử cực vùng đáy, cộng với vector khử cực vùng đáy chính là vector màu vàng thứ ba đấy ạ. Thì tổng của 3 vector này sẽ tạo ra một vector hướng thẳng từ dưới lên trên, hướng thẳng về phía AVL. Và dường như là đi từ dưới lên trên dẫn đến tạo ra một cái sóng
phúc độ QRS dương rất cao ở AVL, và đối nghịch với lại AVL thì đấy chính là V3 mà chúng ta ghi nhận được chuyển não trước tim. Thì ngược lại với AVL là sóng R dương cao thì ở V3 lại là một sóng S rất là sâu. Và nếu chúng ta cộng tổng sóng R, AVL và sóng S ở V3 mà trên 28mm ở nam và trên 20 ở nữ thì là đủ tiêu chuẩn, gọi là tiêu chuẩn Cornell trong chuẩn đoán là tăng nhánh chất trái. Khi mà bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn Cornell thì dường như là còn chắc chắn hơn nữa trong trường hợp là tăng nhánh chất trái. Lý do vì sao? Bởi vì là chúng ta sẽ xem trong trường hợp này. Bệnh nhân này có trục điện tim là D1 dương, AVF âm, như vậy là trục điện tim là lệch sang bên trái. Trong trường hợp này chúng ta cộng sóng S ở V1 và sóng R ở V5, V6. Sóng S ở V1 thì sẽ có là 2 ô lớn, như vậy là được 10. R ở V5, V6 thì cũng khoảng 2 ô lớn cộng với 2 ô nhỏ nữa là khoảng 22, như vậy là chưa đủ tiêu chuẩn là lớn hơn 35mm theo tiêu chuẩn silicopium. Vậy thì nếu như áp dụng tiêu chuẩn silicopium trong trường này thì bệnh nhân này sẽ không có tăng nhánh chất trái. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn sang AVL và V3. AVL trong trường hợp này là có trên 2 ô lớn, tức là khoảng độ là 20, tức là 5 cộng 5 là 10, cộng với 2 ô nhỏ nữa là 12. Cộng với V3 trong trường hợp này là có 1, 2, 3, 4, 5 ô, như vậy là 5, 5, 25, 25 cộng với lại là 12. 25 cộng với lại là 12 là 37, tức là trên 28mm. Và như vậy là bệnh nhân này thỏa mãn tiêu chuẩn Cornell, chuẩn đoán tăng gánh chất trái, nhưng lại không thỏa mãn tiêu chuẩn silicopium. Và trong trường hợp mà bệnh nhân mà thỏa mãn tiêu chuẩn Cornell ấy, thì cái độ mạnh của tiêu chuẩn chẩn đoán tăng gánh chất trái còn mạnh hơn cả silicopium. Ngoài ra thì có một số tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn Wilson trong chẩn đoán tăng gánh chất trái. Nếu như mà sóng S ở V1 mà lớn hơn 2 ô cũng đủ để chẩn đoán là tăng gánh chất trái. Bởi vì bản chất là khi mà thu được sóng S ở V1 rất là sâu, tức là trên 24mm. Và điều đấy có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thu được đâu đấy một cái sóng V7, V8, V9 thay thế cho V6 và tạo ra một sóng R dương rất cao. Và đương nhiên là trong trường hợp đấy là bệnh nhân sẽ có tăng gánh chất trái mạnh. Một số tiêu chuẩn khác nữa, đấy là tiêu chuẩn Romex ST. Thì trong trường hợp này thì tức là cộng điểm của các tiêu chuẩn thì nếu mà trên 5 điểm thì chuẩn đoán là phì đại thất trái, 4 điểm thì có khả năng phì đại thất trái. Tuy nhiên thì trong cái thang điểm này là ít được sử dụng, mà chủ yếu là sử dụng trong các cái nghiên cứu lâm sàng thôi. Ngoài ra thì tiêu chuẩn Piccolo, rồi là tổng điện thế của biên độ QS ở tất cả 12 chuyển đạo mà trên 175mm, trong khi bình thường nó chỉ là 80-175, thì cũng là một trong những tiêu chuẩn để gợi ý là tăng gánh chất trái. Hay là sóng S cao nhất cộng với sóng R cao nhất mà từ 6 chuyển đạo trước tim. Tức là nếu mà có sóng S cao nhất cộng với sóng R cao nhất mà trên 45mm thì cũng đủ để tiêu chuẩn chuẩn đoán tăng gánh chất trái. Ngoài ra thì một cái khái niệm mà chúng ta cũng hay dùng đấy là chính là thời gian xuất hiện nhánh nội điện muộn. Thời gian xuất hiện nhánh nội điện tức là nó phản ánh là chính là cái tổng cái thời gian mà khử cực từ nội mạc ra được đến ngoại mạc. Và ngoại mạc đó chính là cái tại cái thời điểm điện cực ghi trước tim của chúng ta từ V5 đến V6. Và nếu như nhánh nội điện này mà kéo dài trên 0,05 giây ở vùng cơ tim bên trái thì cũng phản ánh là cái bề dày của thành cơ thất trái rất là lớn, hay còn gọi là tăng nhánh thất trái. Và ngược lại thì nếu mà lớn hơn 0,6 nhưng lại ở V1 đến V2, V3, tức là phản ánh cái vùng cơ tim bên phải thì lại cũng là phản ánh là trong trường hợp là tăng nhánh thất phải, như là tiêu chuẩn đã nói ở trước. Vậy thì giá trị các tiêu chuẩn để chẩn đoán là tăng gánh thất trái thì chúng ta thấy được là hai cái tiêu chuẩn mà chúng ta hay gặp nhất trên lâm sàng đấy là hay áp dụng nhất đấy chính là tiêu chuẩn silicopium và tiêu chuẩn Cornell. Thế thì tiêu chuẩn silicopium thì có độ nhạy là 0,24, độ đặc hiệu là 0,88. Tuy nhiên tiêu chuẩn Cornell còn có độ đặc hiệu còn cao hơn cả tiêu chuẩn silicopium, tức là 0,98. Như trong cái điện tâm đồ lúc nãy mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân không đủ thỏa mãn tiêu chuẩn silicopium nhưng bệnh nhân lại đủ tiêu chuẩn chẩn đoán tăng gánh chất trái theo Cornell, và trong trường hợp này thì độ mạnh của tiêu chuẩn Cornell lại còn cao hơn cả tiêu chuẩn silicopium. Và chính vì vậy là mỗi tiêu chuẩn thì sẽ có một cái ưu điểm trong chẩn đoán, và khi mà không áp dụng được tiêu chuẩn này thì chúng ta có thể sử dụng các tiêu chuẩn khác để tránh bỏ sót tình trạng tăng gánh chất trái ở các bệnh nhân. Và trong trường hợp này thì một số lưu ý là gì? Khi mà điện thế QRS gia tăng
thì phản ánh là có tình trạng là phì đại thất trái. Và tuy nhiên thì là biên độ QE thì có thể không phải là chỉ điểm tin cậy, bởi vì trong trường hợp tăng gánh thất trái có những nguyên nhân khác. Bởi vì khi biên độ QS thay đổi, có một số trường hợp là bệnh nhân này có QS nó thỏa mãn các tiêu chuẩn, nhưng thực tế là trên siêu âm, trên các phương tiện chuẩn đoán hình ảnh khác thì lại không thấy có hình ảnh tăng gánh thất trái. Thì cụ thể là gì? Ví dụ như là khi mà có tăng gánh thất trái nhưng lại không có tăng điện thế. Đấy là gì? Đó là một số trường hợp mà chúng ta ghi bằng các điện tâm đồ bề mặt, chúng ta không thấy được điện thế đủ các tiêu chuẩn theo Solocopleon hay là Cornell, ví dụ như là béo phì hay là phù ngoại biên hay các bệnh lý về phổi hay là bệnh nhân bị các bệnh lý amyloid hay là tràn dịch màng ngoài tim, tràn dịch màng phổi. Thì khi đấy thì biên độ mà chúng ta ghi được ở các sóng R, sóng S ở các chuyển não trước tim thì cộng lại thì không đủ các tiêu chuẩn tăng gánh thất trái, nhưng thực tế bệnh nhân lại có tăng gánh thất trái. Và ngược lại với trường hợp đấy là gì? Có sự gia tăng điện thế, tức là QRS ở hay là sóng R, sóng S ở các chuyển đạo trước tim có đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán tăng gánh thất trái, nhưng thực tế bệnh nhân lại không có tăng gánh thất trái. Đấy là một số trường hợp mà lồng ngực bệnh nhân, thanh ngực bệnh nhân quá mỏng thì chúng ta sẽ ghi được với các cái điện thế ở QRS rất là lớn. Một bệnh nhân mà nữ mà có cắt vú bên trái thì chúng ta dường như là ghi được cái điện thế của cái vùng cơ tim bên trái rất là rõ với sóng R dâng cao, tuy nhiên thì là bệnh nhân lại thực tế là không có tăng gánh thất trái. Và trong chẩn đoán tăng gánh thất trái thì cái nhĩ trái lớn ấy, chúng ta thường xuyên phải để ý. Nhĩ trái lớn tức là cụ thể là ở V1 chúng ta thấy là sóng cái pha âm của V1 đấy mà âm sâu và rộng trên 1 ô thì được xem là một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán rất là đặc hiệu của tăng gánh thất trái. Và khi mà có kèm theo bulb nhánh, tại vì khi mà kèm theo bulb nhánh rồi thì chúng ta sẽ không áp dụng được các tiêu chuẩn của Solocopion hay là tiêu chuẩn của Cornell để chẩn đoán tăng gánh thất trái nữa. Về ý nghĩa lâm sàng thì tăng gánh thất trái phát hiện được trên điện tâm đồ nó phản ánh về sự quá tải về áp lực về thể tích, tức là cái khối lượng cơ thất trái. Đây là một dấu hiệu chỉ điểm cho sự gia tăng về tỷ lệ mắc các bệnh lý tim mạch và là yếu tố nguy cơ đột tử do tim, tiên lượng do sự rối loạn về chức năng thất trái sau 5 năm. Thì cái việc mà phát hiện có tăng gánh hay là phì đại thất trái trên điện tâm đồ bề mặt cũng giúp cho tiên lượng của các bệnh nhân này. Một số lưu ý là gì? Ví dụ như đây là một điện tâm đồ của bệnh nhân điện đồ 12 chuyển đạo thì thấy được rằng là có sóng P dương đi trước phút của QS vẫn là nhịp xoang. Tuy nhiên thì là gì, nếu trong trường hợp này chúng ta thấy được là sóng R dương cao ưu thế ở V1 đúng không? Rồi dương cao ở V1 và V2 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 5 năm là 25 cộng với lại là gì, sóng S ở V5, V6. Trong trường hợp này thì nếu như chúng ta áp dụng các tiêu chuẩn của tăng gánh thất phải hay là tăng gánh thất trái thì chúng ta sẽ không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là gì, bệnh nhân này thực tế là bệnh nhân này có sóng P với khoảng PR ngắn và sóng delta. Trong trường hợp này là bệnh nhân này có hội chứng Wolff-Parkinson-White. Và khi mà bệnh nhân có tình trạng có hội chứng Wolff-Parkinson-White thì chúng ta sẽ không còn áp dụng các tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng gánh thất trái nữa. Như vậy là một số lưu ý là không chẩn đoán tăng gánh thất trái trong trường hợp mà bệnh nhân có hội chứng Wolff-Parkinson-White và không chẩn đoán tăng gánh các buồng nhĩ trong trường hợp mà có cuồng nhĩ và nhanh nhĩ. Tức là chỉ chẩn đoán tăng gánh buồng nhĩ khi mà đấy là chủ nhịp là nhịp xoang, và khi mà có bulb nhánh trái rồi thì tiêu chuẩn nhĩ trái thì rất là hữu ích trong chẩn đoán là tăng gánh thất trái. Vậy là khi mà bulb nhánh trái không áp dụng tiêu chuẩn khác thì có cộng thêm cái tình trạng giãn nhĩ trái mà chúng ta phát hiện trên điện tâm đồ thì đấy là một trong những cái tiêu chuẩn mà giúp hữu ích trong chẩn đoán tăng gánh thất trái. Và khi mà có bulb nhánh phải thì chẩn đoán tăng gánh thất trái khi mà có đủ tiêu chuẩn về điện thế, tức là sóng R dương cao ở V5 V6 đơn độc thôi, hoặc là cộng tổng giữa SV1 cộng RV5 ở trên 35mm thì khi đấy thì chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân này có đủ tiêu chuẩn điện thế chẩn đoán tăng gánh thất trái. Tuy nhiên thì để mà chẩn đoán xác định là tăng gánh thất trái phì đại thất trái hay không thì chúng ta cần nên là siêu âm tim và một phương tiện chẩn đoán hình ảnh nữa.